À, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Windows Sếp nha. Hôm nay mình sẽ làm về kho báu bầu trời phiên bản con cánh sao biển với lại con xe dạng kiếm là thiên thục tiên kiếm nha mọi người. Nói chung thì cái dạng xe này nó quay trở lại để mà đi theo cái bộ trang phục trong kho báu bầu trời thôi, không có gì hot cho lắm. Tuy nhiên á, hot chỗ là ra đúng cái đợt mà tranh đầu mùa đó, nên là để mình coi là liệu rằng nó làm cho mọi người hứng thú hay không, khi mà mình sẽ lấy hai con này mình vào chạy ranh đỏ cho mọi người coi nha. Hầu như cái video này là mình chắc chắn 100% là mình không hề cắt ghép một cái video nào mình về top 1 luôn, mình có sao mình sẽ chạy vậy luôn nha nè. Nên là để coi là con nào ngon thôi. Hai con này dành cho bắp bay luôn. Tuy nhiên thì đối với cánh sao biển nó sẽ dành cho item đó, dân đậu phụ khá là thích con này. Vâng, và dân chơi phố khi mà mình lượn dạo bằng thiên thục tiên kiếm này nha, ranh ngôi sao 1 cũng khá là gắt mọi người à. Chuẩn bị lên siêu đẳng rồi, còn có vài ván lên siêu đẳng mà thôi, cũng có cho là ranh siêu đẳng đi, chạy rất là gắt, toàn là xe tơi không à. Để coi là thiên thục tiên kiếm sẽ như thế nào nha, gặp toàn là tơi không chịu không nổi luôn mọi người. Đua ranh đội còn gắt hơn cả đua đơn luôn, đập xì đập này tốc độ rất là cao, mọi người thấy skill của nó đúng không? Cứ mỗi lần bay lên hạ tiếp đất thì nó sẽ cho tốc độ này, tốc độ km cộng vào cũng khá là cao, một miếng nitro nữa ngon lắm, thì khỏe re. Những cái map random map ở trong ranh thì mình không biết được là nó khởi vào map bay hay là đường chừa hay map ngắn cả, nên là mình chạy đại luôn. Đó, đẻ qua cái này. Để khoảng ngày 7, ngày 8 đó mình sẽ like, thậm chí là ngày 9, ngày 10 đó mình sẽ like cho mình, sẽ comeback trở lại. Chứ bây giờ là tình hình là bệnh cũng chưa dứt, để mình trị cái căn bệnh ho này một xíu. Bệnh quạng cũng nhiều lắm, nói chung là phải gán gượng mà sống nữa. Nên là mình mong mọi người sẽ có một cuộc sống bình an, vui khỏe, hạnh phúc tràn đầy nha. Bây giờ bệnh quạng cũng khá là nhiều, mong người hãy giữ lấy cái sức khỏe của mình tốt nha. Rồi, chúng ta quay lại cái vấn đề thiên thục tiên kiếm này đi. Mạnh thì mạnh đó, nhưng mà để nói mà mọi người có chạy ranh nhiều bằng con này không, mình xin khẳng định là không luôn. Và chắc chắn 100% là không ai lấy con này để chạy ranh cả mọi người. Ngay cả cái map sư trường đó là map bay, quá khó luôn, chạy rất là khó. Và cái tầm nhìn của anh em coi kìa, sao mà chạy đó, tay không chạy được, rất là khó chạy luôn. Mình ráng mình gồng mình chạy hết cái video này luôn á, nhưng mà thôi không sao, mình cầm mặt beo này cũng khá là vui khi mà mấy bạn này không hề biết mình là Bino, mình là Bony nha, chứ không phải Bino đâu. Hạt beo này là có bông ngu nè, có búp AK nè, ngay cả quan những tuyển thủ rất là sừng sỏ luôn, thậm chí là những ông phiến, những bạn khác hay vô ạt này lắm, nên là cũng không biết ai chạy luôn. Và đương nhiên rồi, cái gì mà lạ lạ là video chắc chắn là mình đó anh em, chắc chắn không ai khùng mà lấy những con này chạy đánh đâu. Hao ly hay quá, gắt đó, ba con tơi luôn, à không, hai con tơi đối thủ luôn, khiếp thật sự luôn. Cánh sao biển này ở trong tứ đại thiên vương đương nhiên là mình được tín nhiệm con này nhất luôn. Midboot phải nói là thua con sông thần một xíu thôi, nó chạy cả item mà anh em, tốc độ này không đánh giá cao đương nhiên rồi, dành cho item mà. Nhưng mà nếu mà đưa vào những map bay như thế thì quá đã luôn, bởi vì cái thời gian midboot mình có thể kéo boot không bị fail, người thấy không, kéo boot ngon lắm, thua những tơi đâu. Ý là mình nói thời gian midboot đâu có thua những tơi thì đúng nha, nó kiểu xem với con tơi một luôn. Chơi cái nitro đội mà 320, 319 nè, không quá là cao. Xe đắp này, chạy lẹ, nó ngoài sao mình chỉ cần lỗ một xíu rồi là toang á. Ngày hôm nữa sẽ có video test cái độ may mắn khi mà mình mở gacha xe nha mọi người. Có 3 hạt luôn, nói chung là mình sẽ tổng hợp đủ 40 vé mình mở cho mọi người coi,
mong mọi người sẽ đến lúc đó coi nhân phẩm mình có ra xe kim cương đâu nha. Một trong ba đó coi Anna ra hay là toàn là xe thời ba Napoleon không, thời Tống, thời Thanh là thua luôn á. Tỷ lệ mà người ra xe kim cương mình đếm trên đầu ngón tay luôn á, xe ra hai, xe ra đôi bàn tay thì chỉ có một ngón hai ngón thôi. Có gắt chưa, gắt chưa, mình coi nè. Nếu như một trong hai con này lựa chọn con nào, đương nhiên cánh xe biển quá là tuyệt vời nhất nha mọi người. À, thứ nhất đẹp nè, sáu bô để mà thiên thủ tìm kiếm có cái sự độc lạ đến từ ngoại hình đi, nhưng mà để nói mà thực chiến nha thì thiên thủ tìm kiếm mình thấy nó không đánh giá cao, khó chạy lắm. À, có nhì ra là beo beo gây một nỗi khiếp sợ dành cho anh em chạy ranh, hay thậm chí cả chạy thường người ta vẫn ôi trời gắt gì ba, chơi tông luôn rồi gắt gì. À, beo đi đâu ai cũng biết cả, bởi vì tuyển thủ hay đấy này chạy nên giả anh em, mình lâu lâu mình cũng được bú phê một tí húp liền húp liền bẻ quá nè. Gặp T3 này chắc khó outlay quá anh em, T3 này vậy sao rất là căng trong cái map này nè, không dám chuyển hướng cũng bị đơ rồi, bị đơ chuyển hướng hai phanh rồi. Chị đắp luôn hôm nay T3 ăn chắc rồi, nhưng mà mọi người đừng có quan tâm về cái hạng đầu hay hạng hai, quan trọng đội mình thắng là được, ai hạng nhất cũng được cả, không sao. Trời ơi tưởng top 1 trong tầm tay rồi, bị cướp mất. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.